mà cũng có nghe anh nói là để tập cho mấy đứa nhỏ nó diễn như vậy để mà nói lòng của Mạnh Hào Quân, thì cái lời đó có phải là chính miệng anh nói không? Cái đó là do cắt ghép hay sao á, chứ đâu có nói đó đâu. Có nhiều cái khúc ở trong đó nó không đúng lắm. Tại vì mình nói chuyện với cô ấy có một lúc mà sao tới 2-3 đoạn ghi âm tùm lum nhân kéo dài ra nhiều trường hợp đó, làm như mình nói nhiều cuộc vậy đó. Và không biết khi anh Hận này mà anh coi lại những cái đoạn video này thì anh có biết nhục hay không nữa quý vị. Còn em là em thấy rất là nhục nhã, bởi vì một người đàn ông khi dám nói ra nhưng mà lại không dám nhận, lúc nào cũng nói là cắt ghép. Vậy thì em nhờ cái anh Hận này cùng những kênh YouTube ở bên phía bên mà ủng hộ anh Hận đấy, cắt ghép giúp em một đoạn clip cái giọng nói của em đi, đúng không? Tại sao mình thật sự là mình quá là ghê tởm, bởi vì là dám nói mà lại không dám nhận, để cứ nói người ta gài rồi là cắt ghép cái giọng nói. Đây em cho quý vị qua cùng nghe này, để cho xem ông nói cắt ghép hay không. Xong đi làm đi rồi đi quay cái đó làm cái gì trời, tự nhiên lên nó đem mấy đứa nhỏ ra vậy. Tự nhiên lên nó đem mấy đứa nhỏ ra vậy. Nó cho nó diễn cho quen nữa lên làm diễn viên. Diễn viên giống cha đó nha, giờ cha nó tập diễn lần rồi giờ sau này cho nó nói nghề nghiệp của cha nó hả? Đó quý vị các bạn nghe chưa? Cho nó diễn đi rồi để nó làm diễn viên. Một câu nói mà có thể nói là nó rất là rõ ràng mà lại cứ nói là không nói đâu, rồi là có thể nói trả lời một câu là chắc là anh không nói đâu do cắt ghép thôi. Thực sự là em nói mọi người là đến bây giờ mà ai vẫn còn tin được ông Hận này thì em nói với mọi người là người đấy rất là mê muội, u mê, không thức tỉnh. Bởi vì em nói với tất cả quý vị và các bạn rồi, em không ghét ông Hận này, nhưng em ghét cái tính xảo trá, gian lận để lừa Mạnh Thường Quân. Đó, chứ thực ra là nếu như em nói với mọi người là như anh Hận này mà anh không lừa dối, anh dám chấp nhận ngay cả việc nếu như anh mà đã làm ra đấy, anh dám chấp nhận thì có ai ghét bỏ đâu. Nhưng mà bởi vì là lấy những đứa con của mình ra để đi diễn và sau đó bị phanh phui thì lại nói là bị cắt ghép, bị lừa, bị gài. Em nói mọi người, nếu như mà sự việc không có thì làm sao mà gài được anh này nói ra, đúng không? Ông Hận này cứ nói là bị gài là tất cả những câu hỏi chuẩn bị trước hết rồi, nhưng mà căn bản là chuẩn bị trước câu hỏi, nhưng căn bản là anh có làm hay không anh mới nói được chứ. Ông Hận này ông nói là cái em Thảo này là người yêu cũ của ông, rồi là Thảo đã chuẩn bị trước hết câu hỏi rồi để ghi âm. Vậy thì em hỏi mọi người, nếu như ông Hận này không làm thì ông Hận có nói ra những cái điều đó hay không? Dù cho Thảo có chuẩn bị bất cứ cái điều gì để hỏi, nhưng mà mình không làm thì có gì mình phải nói. Tại sao mình làm mà mình không dám nhận, rồi mình nói là mình bị gài? Em không biết là gài ở chỗ nào, tại sao lại là gài? Anh làm rồi anh nói là anh còn thời gian rảnh anh đi thả diều, anh lấy tiền anh đi nhậu và Mạnh Thường Quân cho tiền anh thì anh tiêu thôi, đúng không? Rồi là anh diễn ở đây để lấy thêm tiền, một tháng là 30 triệu, tháng là 50 triệu. Cái lời nói đó anh vẫn nói là cắt ghép. Đấy, để em nhờ các anh em ở bên ủng hộ anh Hận đấy, cắt ghép dùm em một clip với, lấy cái giọng nói của em này cắt ghép đi, đúng không? Là anh ở đây là anh cứ lên trên mạng diễn để lòe Mạnh Thường Quân, lòe khán giả. Em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là ông Hận này ấy, là vẫn chứng nào tật đó. Nhưng mà em thấy một cái rất là thiên tài là ông ấy có thể nói là trắng trợn lên trên mạng để diễn hai mặt. Một mặt ấy thì bị bóc phốt ấy, là ông nói cười nói là kiểu là mình rất là ăn chơi, mình có tiền, đúng không? Không có quan trọng rồi, 20-30 triệu không quan trọng, theo tháng làm 20 triệu và không thích làm nghỉ. Vậy mà một cái người đàn ông trai tráng khỏe mạnh như vậy mà vẫn có những người mà rất là dốt nát cầm cái đồng tiền đến đây để trao cho họ, đó là ủng hộ. Thì em không hiểu là cái người đó họ dư tiền hay sao, đúng không? Dư tiền thì mình cũng đi cho những cái con người cái khó khăn, cái người cần giúp đỡ. Tại sao lại đi cho tiền cái người ta để đem đi cho gái, đi ăn chơi, mà đem cho họ làm gì? Quý vị có thấy ai nghèo khổ mà một tháng nuôi con 20 triệu không? Em nói mọi người, đấy là nghèo nhất của những người giàu ạ, chứ nghèo ở đâu ra, đúng không? Có ai mà gia đình nghèo khổ mà tiêu 20 triệu một tháng không? Đó, quý vị các bạn có thể nghĩ đi, cứ suy ngẫm cái lời nói của em đi. Rồi những quý vị khán giả nào mà nói em ấy là đi ganh tị với ông Hận này, rồi đi bới móc cái chuyện của ông Hận này, thì mọi người cứ suy ngẫm đi, có ai nghèo mà một tháng tiêu 20 triệu không? Có ai nghèo mà uống sữa ngoại 400-500 ngàn một hộp không? Rồi con nó không quen. Em nói mọi người, con không quen, nó uống nước gạo nó vẫn sống được sờ. Không cần phải sữa ngoại đâu. Nhưng mà ở đây em nói mọi người là tại sao một con người gian manh, xảo trá như vậy mà vẫn có người để ủng hộ? Đúng không? Người ta ở đây là khi mà người ta trao cái đồng tiền ông này xong, ông cầm đồng tiền ông nói là tại sao cái bà này dốt dữ vậy? Nói gì cũng tin. Ông không cần làm gì hết. Bán dừa là chỉ để loe mấy thường quân thôi, để cho mấy ông kia bà kia quay thôi, đúng không? Rồi là đạo diễn ra cái kịch bản. Quý vị còn nghe những clip không? Ông này có nói rằng là YouTube gọi đến ông để chuẩn bị trước hết rồi, để nói gì rồi. Lúc nào quay là quý vị thấy cái mặt cũng buồn buồn, và nói là bị kênh YouTube xấu hại, kênh YouTube là gài bẫy. Gài cái gì quý vị? Bây giờ em nói với quý vị các bạn nhá, em ví dụ như em giả dụ đi, em lấy điện thoại em gọi cho ông ạ, em chuẩn bị tất cả các câu hỏi, nhưng ông không nói thì làm sao gài được? Ông không làm thì làm sao mà ông nói? Đúng không? Gài làm sao được? Em nói chả có ai gài được hết á, do bản thân mình có làm hay không. Em nói với quý vị nhá, cái chuyện mà ông nói là đứa con của ông ấy là diễn để sau này cho nó thành diễn viên, ai bắt ông nói? Đúng không? Làm sao có ai gài được? Đấy là cái chuyện mà tự miệng mình. Em nói mọi người ấy, là con người mà gian xảo ấy, thì nói chung là cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra. Nó không lộ kiểu này, nó sẽ lộ kiểu kia. Mà đến bây giờ vẫn có một số người vẫn cứ tin, vẫn cứ nói là ông Hận này rất khổ. Vậy thì em hỏi mọi người là những cái người mà nói với em ấy là đi phân tích bới móc sự việc ấy, thì mọi người định nghĩa thế nào là khổ? Thế nào là khổ? Khổ mà tiêu 20 triệu một tháng, đúng không? Rồi đằng sau cái sự thật mà quay phim ấy là ông ấy ăn nhậu, đúng không? Rồi là dẫn gái về nhà. Rồi là những cái đứa mà bảo mẫu trước đây 2-3 đứa đấy đều là bạn của ông ấy hết. Rồi là em gái thì cũng muốn ăn, đúng không? Đều là đòi là đến đây đi để anh lo cho. Nhưng mà con thì không thấy lo, đúng không? Sẵn sàng lo cho các em mà đấy là 10-20 triệu được. Thì quý vị các bạn có thể thấy, có thấy phí tiền không? Tại sao mà em phải nói một cái nội dung của ông Hận này, mà em phải nói hết cái lời nói mà vẫn có người không hiểu? Không biết là họ không hiểu hay họ cố tình không hiểu, hay là họ rốt quá không thể nói được lời nào nữa, đúng không quý vị? Bởi vì em nói mọi người là ghép dễ thế sao? Cái lời mà đối thoại trong ghi âm mà ghép dễ thế sao? Làm sao mà ghép được? Có thể cắt ghép từ video này ghép qua video kia, nhưng cái giọng nói của mình thì ghép kiểu gì? Đó, quý vị thử nghĩ xem đi, có ai ghép không? Nhưng mà vẫn tin, vẫn cứ bảo là bị gài. Em nói mọi người ấy là sự thật ấy, thì nó vẫn là sự thật thôi, rồi sau này nó sẽ lộ liễu ra nhiều nữa. Và em nói mọi người nha, nếu như cái sự việc này á mà không được giải quyết nhanh thì sau này Nhàn cũng là một trong số diễn viên xuất sắc trong cái màn kịch này. Bởi vì khi mà Nhàn về á thì ông Hận này sẽ bảo Nhàn nói sao là Nhàn sẽ nói vậy. Và tất cả Mạnh Thường Quân đều bị lừa bởi cái màn kịch này và sẽ đều rót tiền về. Bởi vì em nói mọi người nhá, nếu như bây giờ ấy mà Nhàn trở về thì Hận nó có bảo là em cứ chịu nhục đi, để anh chửi đi, rồi anh sẽ có tiền, anh lo cho em, đúng không? Đánh đổi mà, chấp nhận bị chửi. Em nói mọi người nhá, cái ông Hận này này, ông ấy có thể đó là cầm dao để chém mẹ mình, quỳ xuống xin lỗi bố mẹ mình, và nói xấu cả bố mẹ mình, đúng không? Làm ô nhục cả dòng họ mình, ông vẫn chấp nhận, bởi vì để có tiền. Rồi là nói em trai mình hút chích đập đá, nói em gái mình làm đĩ để làm gì, cũng vì có tiền. Có thể nói là những cái nào nhục nhã nhất bây giờ bảo ông Hận đấy, có nằm xuống hầm cầu để ông có tiền ông vẫn nằm. Chứ đừng nói là cái câu chuyện đây là ông ấy chỉ có gọi là lên trên mạng để giả bộ khóc lóc. Tại sao cái sự thật nó đã như vậy rồi mà vẫn có người cố tình tỏ ra không hiểu? Em rất là bức xúc, đúng không quý vị? Bởi vì là em không thể để cho Mạnh Thường Quân họ trao tiền nhầm nơi mà mất tiền oan về những cái kẻ mà lợi dụng Mạnh Thường Quân như này, để làm mất cái hình tượng của những anh em YouTube. Bởi vì anh em YouTube đây là đi quay những hoàn cảnh khó khăn thực sự để cho Mạnh Thường Quân họ giúp, chứ không thể để có một cái cuộc tranh luận xảy ra là ông này một người đàn ông trai tráng, sức giải vai rộng, ăn tiêu còn hơn là nhà giàu, lại còn bày đặt là khó khăn để giúp đỡ, đúng không? Bây giờ là em nói mọi người nhé, chưa chắc cái Mạnh Thường Quân mà cho ông 2-3 triệu ấy đã có điều kiện mà ông Hận đâu, đúng không quý vị? Mạnh Thường Quân ở đây là cho ông được 500 1 triệu, đúng không? Là quý vị có nhiều người ấy là thứ nhất là cóp nhặt được đồng tiền lương, cóp nhặt được cái đồng của cháu cho, con cháu nó cho, rồi là cóp nhặt được từ một số tiền, rồi là đem thấy khó khăn quá đem cho ông này. Nhưng quý vị các bạn có biết là một đêm nó có thể nó tiêu được bằng cái tháng lương của mấy người không? Nên là chúng ta phải nói rằng là ông Hận là đang ăn trên cái đồng tiền, gọi là cũng là mồ hôi xương máu của người khác, ăn trên cái sự thương hại của người khác, và đem con mình ra để kiếm cái đồng tiền bất nhân bất nghĩa, thì sớm muộn cũng gặp quả báo thôi, đúng không? Không có ai là tồn tại được đâu. Nên em nói với mọi người là nhiều người tích cóp được đâu 5-3 triệu rồi là thấy hoàn cảnh thấy tội quá, rồi là chuyển cho họ 500 1 triệu. Và khi mà họ cầm tiền xong ấy, thì nó lại kêu gái đến nhà chơi. Mọi người có thấy phí không? Tại sao không đi giúp những cái hoàn cảnh mà họ không có cơm ăn, không có quần để mặc, sống ở trên núi kia, mọi người là không giúp, lại đi giúp cái thằng trai tráng khỏe mạnh, lo cho con 20 triệu một tháng mà vẫn giúp. Thì em không hiểu được là xã hội này bây giờ mọi người như thế nào nữa. Không phải Mạnh Thường Quân nào cũng giàu đâu quý vị, không phải. Có một số Mạnh Thường Quân là giàu bởi vì họ chuyên đi làm thiện nguyện, nhưng mà những người đó họ rất là thông minh, họ biết đâu cần giúp nhiều, đâu cần giúp ít và đâu không giúp. Còn những cái người ấy mà không có tiền, chỉ có tích cóp được vài ba triệu thôi mà giúp người ta ấy, thì những người đấy mới dễ sập bẫy. Bởi vì là họ rơi vào đúng cái hoàn cảnh, cái tâm trạng của người ta. Có khi người ta đi làm mướn cơ, tháng có 5 triệu thôi, nhưng mà người ta sẵn sàng cho ông Hận này 500 1 triệu, bởi vì người ta thương quá. Đó, thì ông này đang lợi dụng cái lòng thương của người ta để kiếm tiền. Nên em nói mọi người là mọi người phải thức tỉnh đi, đừng có u mê nữa. Rất nhiều người gọi cho em và nói rằng là Hoàng Sáu ơi, Hận biết lỗi rồi, tất cả những cái đó là cắt ghép để hại Hận. Trời ơi, tại sao mọi người lại không hiểu ra? Bọn em cũng làm YouTube, bọn em cũng biết cắt ghép với biết chỉnh sửa, nhưng cái gì chỉnh sửa được, cắt ghép được thì mới cắt ghép. Làm sao giọng nó ghi âm mà cắt ghép được quý vị? Làm sao quý vị cắt ghép được cái giọng của ông Hận đang nói mà ghép sang cái giọng của em được? Đó, làm sao mà ghép được? Nên là em nói mọi người là mọi người hãy thức tỉnh đi, đừng có bị ông lừa gạt nữa. Quý vị hãy nghe những cái đoạn ghi âm trên các kênh đi, rồi mọi người hãy tỉnh giấc và xem những cái đoạn mà những cái YouTube mà bên ủng hộ Hận em quay. Thấy không? Cái vẻ mặt nói chuyện là tất cả đều phủ nhận là không có thật, anh không nói, bị cắt ghép. Trời ơi, thực sự rất bức xúc khi nói đến video này. Nhưng mà em vẫn mong tất cả quý vị và các bạn sẽ thức tỉnh, đừng có bị dẫn dắt và dụ nữa, để cho sự việc này nó sẽ phơi bày sự thật, cho ông Hận này sẽ trắng đen rõ ràng. Và nhiều người bây giờ vẫn cứ u mê mãi để có thể ủng hộ cái đồng tiền trong Hận này để cho ông ăn chơi. Khi mà quý vị và các bạn đi làm nai lưng ra ấy, để cho thằng Hận này 100, 200, 500, 1 triệu thì nó lại lấy đồng tiền đó để đi cua gái, đi nhắn tin cho gái và em về ngủ với anh đi, ăn cho 500, 1 triệu. Nó ăn lo cho em, quý vị thấy chưa? Rồi cái đồng tiền đó họ sẽ bảo là Mạnh Thường Quân ở đây là rất là dốt, chứ họ không khen đâu. Nên là mọi người phải sáng suốt lên. Mình cho đồng tiền đi nó phải có ích cho xã hội, có ích cho người khác, chứ mình đừng có đem đồng tiền đi mà để người ta ăn chơi, người ta tiêu, ăn chơi xả láng. Em nói thẳng với mọi người, nó chưa chắc Mạnh Thường Quân có nhiều người đã giàu bằng ông Hận này đâu. Bởi vì nhiều Mạnh Thường Quân ở đây là không phải Mạnh Thường Quân nào cũng giàu nha quý vị nhá. Quý vị phải hiểu là Mạnh Thường Quân là những người họ co tiền để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà không phải Mạnh Thường Quân nào cũng giàu. Có những Mạnh Thường Quân họ đi làm từ thiện rất nhiều, nhưng mà một tháng người ta chỉ có 5-7 triệu một tháng thôi, nhưng mà người ta trích ra 2-3 triệu, lấy tích cái tiền lương hưu đó, người ta đi làm từ thiện. Chứ còn đâu phải Mạnh Thường Quân nào cũng có hàng tỷ, hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ, không có đâu. Biết là như vậy nhưng mà có nhiều hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng mà chúng ta hãy nên sáng suốt và xem đâu cần giúp, đâu cần không giúp để thức tỉnh. Và đừng có bị ông Hận này lòe mặt thiên hạ nữa, đừng có để ông này dẫn dắt sự việc. Và có thể nói rằng là hai mặt, đúng không? Sống rất là hai mặt. Có thể nói là trơ trẽn, nhục nhã nhận đồng tiền thì em sẽ không ủng hộ cái việc này. Nên là quý vị khán giả khi mà có những góp ý gì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Hoàng Sáu TV trên màn hình, hay có thể nhắn tin qua Zalo đó, hay là cung cấp thông tin gì đó về Nhàn cho em, có thể là cung cấp cho tất cả mọi người cùng nghe. Bởi vì hiện nay nếu như sự việc này không được phơi bày nhanh thì cái kịch bản này còn nhiều, ông Hận này cứ diễn rồi mọi người cứ quay rồi Nhàn xuất hiện, Nhàn cũng sẽ là một kịch bản nằm trong cái vai diễn này, và tiền sẽ tiếp tục rót về và bọn chúng sẽ ăn chơi trên những cái đồng tiền đó, quý vị thấy chưa? Nên là em cũng sẽ cố gắng cập nhật cái thông tin mới nhất và phân tích các nội dung để cho mọi người hiểu ra sự việc. Và video này xin phép dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả nhé, chào mọi người nhé.